SIM bị khóa 2 chiều thì phải làm sao? Các nhà mạng cho biết từ ngày 15 tháng 4, tất cả các thuê bao chưa thực hiện việc chuẩn hóa thông tin sẽ bắt đầu bị khóa 2 chiều. Sau thời điểm bị khóa thuê bao 2 chiều, khách hàng sẽ không thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua trang web và ứng dụng của nhà mạng. Thay vào đó, khách hàng sẽ cần phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng để thực hiện mở khóa. Để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin, khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Đến ngày 15 tháng 5, các nhà mạng sẽ thực hiện thu hồi số thuê bao nếu khách hàng vẫn không bổ sung điều chỉnh lại thông tin kịp thời. Theo đại diện Cục Viễn thông, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước, dịch vụ viễn thông mà còn đảm bảo quyền lợi cho thuê bao di động.